Theo Reuters, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối ngày 6 tháng 3 nói rằng thành phố Bakhmut ở miền đông và các khu vực xung quanh đang bị tấn công liên tục vì đối phương bất chấp tổn thất. Cũng trong ngày 6 tháng 3, CNN dẫn lời một quan chức quân sự NATO giấu tên cho rằng tỷ lệ tổn thất binh sĩ giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tại mặt trận Bakhmut chênh lệch đến gấp 5 lần. Vị quan chức này nói với CNN rằng đó là ước tính dựa trên thông tin tình báo của Liên minh và nói thêm rằng Ukraine cũng đã chịu tổn thất đáng kể ở tiền tuyến Bakhmut. Sau khi lực lượng Nga giành được những bước tiến ở Bakhmut trong những tuần gần đây, trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc tấn công mùa đông, quân đội Ukraine cũng đã củng cố vị trí ở phía tây Bakhmut dường như để chuẩn bị cho một cuộc rút lui có thể diễn ra. Tuy nhiên, vào khuya 6 tháng 3, Tổng thống Zelensky nói rằng tại một cuộc họp của các quan chức quân sự hàng đầu, ông đã hỏi chỉ huy của nhóm phụ trách khu vực và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine về phương hướng sắp tới. Cả hai vị tướng đều đáp lại là không rút lui mà tăng cường hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tôi đã nói với Tổng tư lệnh tìm lực lượng thích hợp để giúp những người của chúng tôi ở Bakhmut. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những tuyên bố mới do phía Ukraine đưa ra, cũng như đánh giá tổn thất như trên của vị quan chức quân sự NATO. Theo thông tấn xã TASS của Nga, vào ngày 2 tháng 3, ông Konstantin Kavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Viên, nói rằng các lực lượng Nga đang tiến quân và Bakhmut chắc chắn sẽ bị kiểm soát trong tương lai gần vì vòng vây đang khép lại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.